Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hưng Mạ Non nha. Xin chào cả nhà nha. À, cũng như đã hứa với cô chú anh chị thì sáng hôm nay thì gia đình bắt đầu mình đi thử thách trên đồng nha. Bữa nay thì nước hơi cạn nên là mình vận chuyển đồ nó hơi khó khăn, nên là mình vận chuyển trước ít rồi ở chỗ này nè. Gia đình Nam cũng trước khi vận chuyển ra ngoài để mình dựng liều thì mình cũng sẽ văng cái tay lưới như đây. Hôm nay nước dòng nên là mình văng nó dễ hơn thường khi. Đó. Ở chỗ Nam thì mấy ngày nay nước dòng của chú anh chị nó không có lớn, rồi lý do là nước mặn nữa. Nên là ở đây người ta đóng cống lại, ta không cho nước vô, ta sợ nước mặn vô thì sẽ ảnh hưởng tới là cây trái. Ta giữ nước ngọt lại. Cá quặn nhiều lắm. Tại vì nước nó cạn á, cả nhà cái nó biết nhiều cái cần cái nó rút cái nước về đây nè, có chỗ này sâu thôi là cá nó gom vậy nè. Nó gom vậy. Ơi, dính từ từ nha, có mối nha. Ừ. Nó lộn mối cái là nó bị gói á. Nước dòng này bà con mình cũng ít chảy xuồng chạy vô lãi đi ruộng. Cho là biết xong cô chú chị. Nước cạn quá, khó chạy. Ở đây thì khúc này thì nó rộng, cá nó nhiều lắm. Văng lần tí xíu rồi dốc luôn. Ở đây là mình khai trương cái lưới này là lưới mới nữa nha cả nhà. Mùa lưới mới. Mùa lưới mới luôn. Cô chú anh chị nhớ đón xem cuộc hành trình đi dã ngoại của gia đình nha. Cũng săn bắt ngoài đồng rồi. Mình có gì mình hái đó, mình có gì mình bắt cái đó. Không biết ở đây có cô chú anh chị nào lớn tuổi mình mà mình bị quên cái cây gòn không ha. Ở đây có cây gòn quá trời to, trái quá trời nhiều. Cây gòn này ngày xưa người ta lấy, người ta móc tay dòng gối á cô chú anh chị. Lấy trái khô á, lấy ra cái phơi. Nó luộc quá, khô luôn. Bây giờ ở chợ nó có bán gòn công nghiệp á, mà bà cô không có chịu. Mua là phải móc ra coi là đúng gòn trái là mới mua nha. Về mua giải về mai ơn. Cái này nó có cái hơi nước cây rồi. Cái chân đập nó kia luôn. Quá giờ mà cái đằng sau đó nó chín chưa ta? Đằng sau chín chưa? Dạ. Đúng mới rồi đó. Trời ơi, nó cạn quá trời cạn. Lấy chỗ nào ta? Lên chỗ cậu hai hả? Lấy chỗ nào anh ơi? Kéo chỗ cậu hai lên cho dễ. Chỗ nào? Chỗ chiếc vỏ lãi á. Chỗ xuồng tắm chưa? Bước lên xuồng nó lên nè. Vé cậu hai quá gian nước sạch của chú chị. Hai chiếc miền Tây có nhà không? Cho xin miếng nước ơi. Im dữ trời. Ủa chiếc xuồng này của cậu hai sơn lại hả? Không có, cậu hai muốn à? Dạ. Cái cỏ mà. Chưa quay hả? Làm gì, sửa gì? Gì mặc áo gì tơi tả với trời. Xin chào cả nhà nha, nãy giờ tao quay hả? Trời ơi, không thấy luôn. Nó có nụ rồi đó. Đúng hả? Phải chăm sóc nó tới nước cho đầy đủ nha. Người ta trồng ta có kỹ thuật sao mà lúc nào bán nó gọn dữ vậy ta. Dạ đấy. Chào cả nhà. Chào cả nhà luôn.
đây tính ra mới bữa đây mát dữ. Mập đi qua vườn xài hả? À, kiếm mấy trái xài. Thôi đập cái trà trà đá uống được rồi. Trà đá uống được rồi chị ơi. Đi rồi. Mẹ Trang chạy qua vườn xoài bẻ mấy trái xoài. Cây gỗ xanh cốt. Xanh dây đó. Sao được ở đây? Bữa đó uống chảnh đi. Không tính ra. Định rượu. Nó dở về. Tới nắp mới đẹp. Còn cái chai còn cái thùng rượu gót rượu cằn nữa. À, bữa đó mấy đứa cháu hôm nè, cái bên nằm gái vậy á, trời ơi, cái dầu thơm của nó đó. Ghé cậu hai một chút rồi xong rồi gia đình Tâm đi ra ngoài kia nha. Thôi chế đừng pha cà phê. Nó lớn. Cà phê đá uống được rồi. Muốn đi ra ngoài kia được, đi được tới đây bị cạn rồi. Ghé đây đây nước cạn chưa? Ghé đây mình quá gian một cái thùng nước cả nhà. Cái gần quá. Cái gần cạn quê ổn chứ. Chứ chưa nằm đây lý tưởng quá ha cô chú anh chị. Nằm cái bờ mương nè, gió lòn thổi mát. Thêm nơi dưới đây có chiếc xuồng nè, lý tưởng ghê không. Ở Phú Hoa này nhỏ lâu một bữa rồi nè. Chị cá cho hai trái đi. Hai trái ăn hết không? Hai trái trong nhà. Không hết ăn trái rồi. Mớp rồi có gì đâu ăn. Không, hết á. Hai trái mớp rồi. Thôi là nó muốn 4 trái luôn. Rồi, hai trái rồi. 2, 3, 4, 5 trái luôn. Hai trái đủ ăn chưa? Đủ ăn rồi đó. Có hành không? Thôi. Đang quay cái ôm một cái nón xài nha. Trời ôm nón xài mà cũng kêu quay. Rồi, giờ gia đình Năm đi. Bây giờ gia đình phải xuất phát rồi cả nhà. Bị như thế rồi. Ủa sao anh hành đốt gì ta? Đốt cho nó ra đúng nghèo. Vừa đốt nó mới có trái. Mập. Mập lên gì vậy? Mập lên chín nhiều vậy hả? Đi qua vườn lấy con dây bẻ được mớ chín. Giống hồi xưa giống con trộm không cả nhà. Xưa con trộm xài là gì nè. Đem cầm bớt ra để nó lọt. Nóc đồ không hồi ăn cắt thơm. Sót trái bự bự không nha. Ngon rồi cô chú anh chị. Ngọt dữ lắm luôn á mấy trái mà nó còn sót lại gì nữa nó ngọt dữ lắm. Cái này da cây. Thôi giờ mình đi. Ra ngoài trễ rồi cô chú anh chị. Nếu mà đi không kịp là chiều nay là mình quay clip là tối trễ lắm. Nước cạn á cô chú anh chị, chở nặng quá cái mình cắm vỏ nó dính lường, với lại mấy cái vỏ cây này nó nặng lắm, nó dính lường chạy không lướt như cái vỏ lãi này. Bây giờ thì gia đình Nam cũng bắt đầu đến nơi cô chú anh chị. Do là cái kinh quá trời cạn, nãy giờ lần quá trời cực nó dính lường á, do là nước quá trời cạn đi. Rồi chạy không được. Bây giờ thì gia đình Nam bắt đầu mình di chuyển vô cái nơi mà chuẩn bị mình cắm trại nha. Tại sắp nước mang. Vô đây mình dừng chạy xong thì tí xíu nữa gia đình sẽ đi tâm lưới. Với mình lấy thêm ít đồ cá nhân nè, tại vì mình chở một lượt nó không hết. Do là cái sông nó cạn quá, mình chở nhiều cái nó chạy không được. Ở đây thì dừa thì bao la cô chú anh chị, mà dừa này đặc biệt cái là của Dương Út không nha. À không, dừa này của người anh nha. Chú Dương Út hả? Quen thôi. Chặt cả nhà nghe, cái này là của người anh. Ảnh kêu dừa này cứ uống ra uống đi. Rồi nhiêu đó là vô nữa tính. Nhiêu đó là ốp gốc để. Ồ cái cây đó kỳ chạy không trái kìa. Hết biết sai, vừa quá trời vừa. Ở đây ra đây là không có cần đem nước uống đấy, đem nước sập dùng thôi. Ở đây mà trồng mít với trồng dừa của chúng chị. Ổi với xoài. Bốn loại trái cây. Vậy là ảnh không có ra này vậy nè. Hư nè. Nhưng mà còn ăn được. Còn ăn được nữa bên.
thì đó, nếu mà trái mít này mà để thêm cả ngày nó hư hết luôn. Heo dừa tới lứa chậm ơi. Quá chậm cái dừa trái kìa. Ê đợt rồi nó dừng dừa này trái nhỏ nhỏ mà ta. Sao mà sao này trả lên lên trên trái được. Cô chú anh chị xem nè. Mê ghê không? Một cái buồng này nó sai lắm. Cỡ 15 trái. Bây giờ thì gia đình Nam bắt đầu vườn kéo. Hôm nay thì được cái trời rất là mát cô chú anh chị, không có nắng nhiều. Đây mát. Hả? Có phi hả gì? Mấy người ở đây á, dưới kinh đồ có kiếm gì với cá gì không có với cá phi nhiều lắm cả nha. Ở đây thì gia đình Nam chải miếng gai ra để cho nó sạch, để tí xíu mình ngồi. Nhóm cũng đi mấy lần rồi cả nhà, bây giờ cũng như cũng có cái kinh nghiệm mà ra làm ào ào cái này xong rồi. Lần đầu tiên không biết thôi, chèo đúng cây đúng đồ đem theo rồi chèo rồi leo bụa. Bây giờ coi mình gót cọng dây gì nè, mình căng ngang cái mình gịch bốn gốc ra cái mình lót với miếng bạc như là xong. cái lào à đấy. Ngày xưa mà học tới nơi tới chốn giờ cũng làm kiến trúc sư rồi chứ đâu phải đơn giản đâu. Vẽ rồi làm lò. Học tới nơi tới chốn cũng là thiết kế cái lò à, chứ bộ. Kiến trúc ha. Kiến trúc. Phải đi học rồi kiến trúc đó. Kiến trúc sư. À, sau khi mà văn liều xong rồi để đợi anh cha Nam đào lỗ đi. Thì gia đình Nam sẽ chạy ra ngoài kia giở ít cá rồi xong rồi coi có không. Chắc ít nhiều gì cũng có, của chú anh chị nãy thấy quặn nhiều lắm. Nãy chạy giỏ nghe nó ổn. Dạ, nãy con mình ý là mình chưa văng rồi mình thấy nó quặn nè. Con có quay được cái khúc đó cho cô chú anh chị xem. Rồi xong rồi về đây mình đi hái ít rau cải trời. Rồi hái gì đó, mình có gì mình hái đó cho cô chú anh chị xem ha. Vô cái chỗ thường khi cặp bên nhà của chú anh chị vô không được. Vô nước cạn đó. Bơi xuồng thì chỉ bơi được người thôi, mà giỏ nhỏ nhỏ thì bơi được. Bây giờ hai anh chèo mình chân tấm lưới này cũng lâu lắm rồi đó, mới có cá chứ. Mới có cá không mà thấy chìm phao chứ. Phao hết tiêu hết trơn. Hai em luôn. Ồ, ồ giống gì vậy? Ồ đây nè, ồ quá trời. Ồ chèo gỡ thì chèo ấy. Ở đây tính ra nếu mà cá phi là mình văng là mình ăn hết đấy cô chú anh chị. Nhiều. Sô thì gia đình Nam cũng để ít nước nè, cho nó sống. Cá phi này thì nó mạnh lắm. Không. Ồ, cá rô nè cô chú anh chị xem nè. To ghê luôn không? Mạnh. Chị ơi. Nó ụt luôn ấy hết biết luôn kìa. Chuyện cái này mà văn vài tay là nhóc cá luôn kìa. Ồ lộc kiến câu. Ê có phi để văn hè nữa kìa. Cái lộc kiến này nó dính lưới rồi, là vào banh lưới. Nó ở nước sâu. Ồ cái gô. Trời ơi, cái gô hết cái bự rồi. Cái mày gỗ nữa cô chú anh chị. Gỗ này mình thả đi ha. Ở đây cũng nhận cái mày gỗ này nhiều ta. Mà sao mà nó không dính loại bự ha. Cái bự bự á, đúng không? Không, cá đó nó cũng lớn là nó cũng bự rồi đó. Còn cá nâu quá. Trời ơi, cái gô này mặt. Cái này sao nó bụng dữ vậy nè. Ở đây thì tuy là cái nước rồng nhưng mà cái đáy của nó
sâu lắm cô chú anh chị. Ở đây mà nếu mà về xuống đây dặm cá hay là mò tôm là mò vô phương luôn, không được, sâu hột đồng. Cái này gỗ nữa. Cá đang được. Cá đó, cái dánh. Cái dánh à. Dẹo có cá đang được rồi. Cá này có. Đó, cá đó bự rồi. Tại ra ngoài thì kiếm trái giác hả? Nước rồng bà con cắt ở chưa về đó, chưa lớn mà con. Đấy không? Cá phi nó bự. Gõ vô luôn. Vô luôn hả? Gõ cá phi luôn rồi. Mới dính. Mới dính nè. Gỡ mỗi tay luôn không cô chú anh chị? Ô, thấy không? Mà hỏi cái hái luôn. Yêu cầu gỡ lên tới hai tay là dính nè. Cá nãy không? Không. Cái nãy nó ú hơn cái này không? Tại vì cái con nào vuột là nó ú nó mập. Bự. Ngồi để ăn không cô chú anh chị, dằn tí xíu dạ. À. Không, khỏi đâu. Nghe cô chú anh chị. Ê, cái dảnh bự ha. Ô, thẻ vàng. Anh có thường á, đi thả câu mà dính được tờ tiền đô, 100 đô á. Vậy hả? Ừ. Gắt không? Mình. Tặng 100 đô, dính trong cửa câu. Ổng hên á, cái mà gắt không á? Không. Không. Như là dính được ông Phật mà dính miếng cái tượng Phật luôn. Tượng Phật mà nổi đi view á trên nước á rồi dính luôn ổng đem về ổng thờ luôn. Rồi sao giờ ổng không ăn được. Rồi đỡ được bao mấy triệu vậy, 2 triệu mấy gì đó. Rồi trời. Làm sao thì dính được ông Phật. Ừ, nè, ruộng lứng nè. Vô bự bự không ta? Nó ruộng hết lứng luôn mẹ nè. Giờ mấy cái này dính là lâu lắm. Nổi luôn. Cái dảnh. Ôi còn dữ, ơi Triệu ơi. Nó còn dữ lắm á. Mình thấy cái này mà giăng chịu mà giăng xa mà để lâu lâu là dữ lắm, dính luôn. Dính dữ lắm. Rồi, ở đằng này có kìa. Cá lâu kiến gì tùm lum lá. Quá ôi, có phi gì cơ. Cá lâu kiến gì nhóc hết trơn. Chạy với kìa chứ. Đó dưỡng dở lên cho chị thấy nó nhau dưới trên kìa. Ừ. Ừ. Được kiến lên. Trời quá trời cá phi rồi. Nhiều. Dở mỗi tay. Ô, đánh là tổng tổng rồi. Quá trời luôn rồi cá. Nhóc hết trơn nè. Trời cá phi bự nè. Cái nội đắng rồi vậy. Uống cái lưới rồi. Lưới nào mà tròn. Quá trời. Mấy cá rô ngon quá trời, cá rô này mà kho tiêu hay kho tộ gì đó chị. Ngon. Có ớt nè. Anh bị ớt luôn. Anh đâu làm cái anh trái. Cái gỗ đeo cái gì đó. Anh đi chưa không mát quá hả? Mát. Dằn mấy cái võng bên cái vườn ổi bên đó nằm nó cũng... hơi nắng. Để có gió cũng mát nữa. Ít gió. Chàng Nam đi tứ dao. Ở đây thì mẹ Nam sẽ tiến hành ấp cá nha cô chú anh chị. Cá này sáng dở được nè. Ít cá phi, ít cá mè gỗ, ít cá gô cũng nhiều lắm cô chú anh chị. Mình chia ra tới hai nôm lên. Được thịt hai chấm ớt nữa. Bữa nay vừa có kho, vừa có chiên, vừa có canh luôn nha. Ở đây thấy gì chế độ dữ lắm rồi. Chế độ. Nào, ép đi. Ấp cá. Rồi giữ cửa. Nằm hơi như chồng chẩm nè. Cái ghê ông mập nằm giống thiệt luôn. Đàn ông chồng chẩm là nằm sắp đó nha. Ngốc nằm chưa đúng đó. Rồi ngáy tôi bây giờ. Đàn ông nằm sắp sao? Đàn ông nằm sắp đằng mà nằm nữa. Đúng rồi, đàn ông nằm sắp. Kế còn nằm sắp. Chút xíu ngáy luôn bây giờ. Mát lắm cô chú anh chị. Gió nó lòn vô. Mát khủng khiếp. Cái cha nằm đây mình chờ nấu chín mình ăn thử cơm cái là mới tiếp tục cái hành trình nữa cả nha. Chứ không phải được nằm gì đâu. Tại vì sáng giờ cũng ăn giặt rồi. Bây giờ phải ăn cơm cái giờ chiều mình kiếm mương. Coi tình hình cái nếu mà có mương bự thì mình tắt cá. Mình tắt cá. Rồi chiều hái dừa hái mít luôn. Nãy vô cũng thấy có mấy trái mít to lắm. Mà chín nè. Mít chín nó thơm dữ lắm. Nãy đi nghe thấy nó thơm phớt luôn. Mà ốc chưa có qua. Dạ.
Chứ mớp non ngon quá không? Ừ, mớp này ngon rồi. Mớp mình bẻ nó ăn liền thì nó ngọt dữ lắm. Cái mớp này nãy tới 5 trái hôm Tết đó. Cái gì mớp dưới cửa nó có 3 trái trà bá luôn mà lo bẻ xài không ăn để nó già giờ nó bằng đầu gối. Mình để giống luôn đi, để mình lấy hộp. Dạ hết biết rồi. Lúc nãy thì mẹ Nam cũng bắt cái nồi cá sẵn rồi cô chú chị. Nó bắt đầu nó sạch rồi. Sạch rồi. Nãy giờ cũng để nước đâu nhiều rồi. Cô chú chị thấy mấy con cá rô thấy ngon ghê không? Tính ra chỗ đó cá rô nhiều chứ. Ừ, với cá mè gỗ á, cá phi thì không nói rồi, nó nhiều quá. Cái chỗ đó một con giăng con để chừng khoảng có 3 tiếng rồi bỏ trong lưới. Mấy mình giăng hồi nãy chừng có 1 tiếng vậy. Nãy có chỉ là chỉ miền Tây thôi, không tính rồi. Cái đó văng một cái rồi bỏ đống lưới thiệt luôn. Anh nghĩ văng là nước chuẩn bị lớn á. Chứ nước lớn là nó chảy nhiều lắm, nó trôi lưới. Tiêu Hương quay sẵn ở nhà. Ăn cả. Tiêu nhớ chị Tư, là tại chợ cho nhóm là tiêu ăn mặn ăn luôn. Để tiêu nhiều mới ngon. Cái đó kẹt không có gì ăn, cái đầu lại đó thảy đống lưới một lát cũng có ăn. Nói chung thì quay cái vlog này thì mình quay đây quay đó mới mẻ cho cô chú anh chị xem. Cá cũng lựa chỗ này vô kia bắt. Chứ thật sự ra nếu mà bắt chỗ mà bắt chỗ đó thì cũng nhiều lắm. Không lẽ bắt hoài. Hoài đâu, cảnh coi nó chán. Nhóm cũng có cái dự định nhiều lắm cả nhà. Thì chắc có lẽ là hết xong vụ xoài rảnh 1-2 tháng gì đó. Thì nhóm sẽ đi một chuyến đi xa chơi. Nhưng mà định 2-3 chỗ lận mà chưa biết là đi chỗ nào đây nè. Nếu mà có đi thì nhóm cũng sẽ quay clip cho cả nhà mình tham quan luôn. Em đi xa mà em đi với ai? Cả nhóm. Dạ, không nghe em nói với anh gì vậy? Thì tính trong bụng vậy đó. Thì em đi, anh Mộc phải đi thôi. Ở đây tính chi? Em đi xa, em đi với ai? Ngon hay cô chú anh chị? Mớp mình nấu xong cái mình xào mỡ xong á, cái mình nấu cái nước ngon lắm. Trời thơm mốt à. Quá ta tỏi với hành tây á. À, hành tây ngon nè. Cái chả này mình chiên tỏi nó có sắc à. Ngon không cô chú anh chị? Ờ con này vàng. Nướng hết ra. Chiên tỏi. Tỏi này ăn vô nó ngọt ngọt nó ngậy ngậy. Ăn trái ngon ha. Dựng châu. Em bắt trong trái thôi. Em ăn miếng nhỏ. Lúc nãy cha Nam đi ngang vườn xoài cũng hái được ít trái xoài của chú anh chị. Cái này nếu hồi còn thời gian thì mình gọi ăn ha, tráng miệng. Cho anh mọc một cá hường đó, cá này là ngon lắm. Cảm ơn em nha. Vừa thôi nhiều quá mặn. Liễu phải không? Ừ. Chút liễu nữa cá gô. Để đem cho anh. Có trứng rồi đó. Vô hai tay. Ăn tấp mỡ không? Ăn ngoan, vô hai tay. Chị ngốc chan không? Chan canh, canh này, chan canh hả? Rồi, mời cả nhà. Nè. Rồi, mời cái. Gấp dữ lắm rồi. Rồi, mời cả nhà ăn cơm ngoài ruộng nha. Em ăn cơm ngoài, không phải vườn dừa. Hương mời cả nhà mình ăn cơm. Vườn chứ phải ruộng hả? Cá béo không kìa? Không, béo không? Con là con đói bụng nè. Nói chưa? Đói. Giờ này là 12 giờ mấy. Ủa? Hơn 1 giờ. 1 giờ. 1 giờ 40 rồi. Ừ. Cái nhà ăn cơm. Ốc Cường có canh mê lắm ạ. Ốc nè. Mà cái nhà ăn cơm với gia đình nha. Cái gô béo quá. Cái gì đang giá canh. Ốc Cường ăn cái gà bắp. Mớt mà mình mới hái xuống mà mình nấu với hành nữa. Trời chuyện chút rồi. Ít nước thôi. Nặng con đi chứ nhiều quá. Bự lắm con, không có nửa con thôi. Nấu cơm. Thơm ha? Thơm xả. Xả không? Xả tỏi. Tỏi. Tỏi ăn không có xả hả? Tỏi, tỏi với củ hành. Dạ. Ừ. Tưởng xả chứ. Mặt gì giác nè. Tưới gạo đấy kì. Quên. Làm như tưới gạo, làm cái miệng nó lạc á. Ăn nó không cánh giá. Ông con tí gào nè, ông thấy ông tí xả. Chiều ngon. Mặn mặn. Sai quá trời hả Dương Út? Ăn cái canh ngon. Dạ, vừa cháy. Để clip sau đi. Clip sau tính kiếm mương nào tát của chú anh chị rồi hái dừa hay mít luôn. Mình
mình có canh chứ không có canh qua mình bẻ nó dừa, bẻ dừa giờ mình ăn cái cá chiên này cũng ngon lắm nè. Mới mặn mặn. Anh ăn cho nó mốt. Hồi nãy anh ra qua vườn anh lấy con dây á, lần qua lần làm cái nóc này nè. Không biết đi săn bắt này có gì không? Anh cũng thủ bẻ mấy trái xà chín rồi thêm mấy trái sống có gì làm mắm bằm á. Làm bằm á mình ăn cơm cũng ngon. Đã nóc này có thôi mà không nhiều ít. Miễn có thắt á. Ở dưới mương này nước nó trong á cả nhà. Gọi thấy cá lội dưới luôn. Bày luôn. Cái mương này nè, cái mương này nè, đi dài ra ngoài rồi, biết nhiều cá hả? Mấy chủ vườn người ta ít có xài phân thuốc á. Nên cá nó sống nhiều. Cá ăn vào đó. Ngọt, ngọt thanh. Bây giờ ăn nó không cay ăn được. Ngon. Thôi đã. Chim hót à. Nghe vui á. Sao mà không nghe bìm bìm kêu nó chèo. Ít ha. Thường thường là nước những lớn là bìm bìm có kêu ghen đợi cho mọi giờ chứ không nghe bìm bìm kêu á. Bìm bìm nó nó đậu trước cửa nhà mình là hai ba con không? Không, có bìm bìm nhưng mà nó không có kêu như hồi xưa. Nó không có kêu như hồi xưa. Hồi xưa mà ở trong nhà đi mà nghe tiếng bìm bìm là biết nước sẽ sẵn lớn rồi đó. Lớn này rồi bìm bìm kêu á là tới nước là đầy luôn. Là mình người ta biết luôn á, mấy người lớn á. Hồi xưa anh đi đăng lứa á là bìm bìm mà nó kêu phải không? Là bắt đăng cũng không kịp luôn, bắt đăng mà đạp lại á là bìm bìm kêu là nước lớn càng lớn, đạp tóc hành luôn nha, để không thôi là nước lớn đạp không kịp luôn. Trước nhà mình nó có 2-3 con bìm bìm á, biết chưa không? Nó được ông đọt dừa á, nó canh ăn chuột, tại dỗ vòng vòng nhà Nam chuột nhiều lắm, chuột dừa á cô chú anh chị, rồi chuột nó ở, chuột nó chạy dài dài trên mấy cái tàu dừa đó, nó canh nó bắt. Có bình bẹp có ghe xuồng vậy rồi đó. Biết nó lớn. Giờ ông bà nói biển ghe nghe tàu chạy ngoài sông là mình biết nó lớn ngoài sông rồi đó. Lớn rồi. Giờ mảnh ngoài ruộng rồi cũng có xuồng chạy. Sao giấy nha. Giờ đây mát mẻ với lại đói bụng á cô chú anh chị, ăn ngon. Đổi cảnh đó, thấy thoải mái vui. Thấy mình hòa mình vào thiên nhiên. Ở nhà thì thật ra mình quay có nhiêu đó cô chú anh chị, Nam quay riết Nam chán, Nam bị chán, Nam kiểu quay riết rồi cái ý tưởng mình cũng có rồi, mình vòng vòng có nhiêu, không lẽ là tối ngày mình mua đồ gì mình nấu ăn hoài, mình làm cái này cái kia hoài câu riết thì kiểu bị nhàm á cô chú anh chị. Nam cảm thấy Nam còn bị nhàm nữa, bởi vì Nam muốn sang năm mới thì mình quay nhiều cái cho nó mới mẻ hơn. Cực chút cũng không sao, nhưng mà được cái là mình gửi đến cho cô chú anh chị những cái thước phim mà nó mới mẻ hơn, nó hay hơn, câu nó giải trí hơn. Hương thì Hương thấy mình đi ra ngoài ruộng á, mình quay cái cảnh nó trước là mình đổi cái cảnh nó đẹp, cả nhà mình coi thấy cũng thu hút nữa, với lại mình ra đây cái gì mình cũng có trên cả nhà, nó kiểu như thiên nhiên á, mình muốn ăn cái gì, mình muốn bẻ cái gì á, nhìn nó cũng có, mình để mình nó thoải mái, gió cũng mát. Trời thì nắng lắm nha cả nhà, ở ngoài nếu mà ngoài giữa ruộng là nắng dữ lắm, ở đây thì vườn dừa nó mát nè, mình che thêm miếng bạc thì có gió nó mát, chứ nếu mà không có vườn dừa là nắng dữ lắm. Thì quay nói chung thì cũng trong tem Hương Cù Lao quay thôi, còn Hương Mã Non thôi, để mà quay được cái bà con mình đi vườn đi ruộng thì cũng khó, tại vì cái khúc này Nam đi thì nó vắng bà con đi ruộng lắm, tại vì ta đi rất sáng, là đi phía bên kia là nhiều. Chỗ này thì nó hơi hẹp tí, ghe xuồng vô được á, bà con mình ít đi. Cái này ta cắt lúa rồi á đó con. Cắt lúa hết rồi. Cái clip này á đăng lên á thì thế nào cũng có cô chú anh chị hỏi sao không cũng Hai Chiến với Tư Tèo. đi chung chơi vui thì con Tư Tèo bây giờ qua Tết thì nó vô học lại đó nhà, cho nên là cái chuyện mà để đi dựng liều cắm trại gì nó cũng hơi khó khăn, tại nó học hai buổi, một ngày nó học hai buổi không có thời gian. Rồi Hai Chiến thì bây giờ Út Nhí cũng có bầu vậy đó, cho nên cũng ít có kiểu như đi gì thì nó cũng hơi hạn chế. Nó không tiện cho mẹ mang bầu á, nên là chắc cũng ít đi, bay vòng vòng ở nhà. À, giờ, sắp tới nữa chắc nhóm không có đi dựng liền cũng ngoài cọp được đâu cả nhà. Sau này mình đi dựng liền có ngoài gì vậy? Đi du lịch đâu đấy? Du lịch ở đâu để bí mật. Mình phải đó nhóm sẽ dựng liệu ở ngoài luôn nha cả nhà. Cả nhà cũng thương cũng theo dõi mấy cả nhóm mình đi luôn nha. Do là nghỉ một đợt Tết quá trời lâu đi nên là kênh bị giảm hiển thị cực kỳ nhiều luôn cô chú anh chị.
Nam cũng biết là mình nghỉ lâu quá là kênh sẽ bị giảm hiển thị á, nhưng mà bây giờ kẹt công chuyện nhà rồi vườn tược này kia, nếu mà mình không hái thì trái cây nó bị hư, bị thối, bị rụng, mình bán không được. Thì tại vì mình xịt một mùa như vậy là mình mất nhiều thời gian lắm, tầm cỡ 4 tháng. Có cô nãy cô đó cũng 70 mấy tuổi à, 75 tuổi ha. Có điện Linh. Cô Linh điện về sao mà mấy ngày nay trong nhóm không ra clip gì vậy, nhưng mà có ra thật sự mà cô không có thấy được. Không hiển thị. Nó không hiển thị á. Cái điện thoại mình dễ tìm, còn cái TV khó tìm đó. Cô chú anh chị biết không? Tại vì thật ra thứ nhất là như Nam nói đó, chứ không phải là không muốn quay, của chú anh chị mình quay mình cũng có cái doanh thu, nhưng mà mình ưu tiên cho những cái mà nó có hạn sử dụng chứ đó. Chứ không phải là ăn Tết lớn quá hay là không muốn quay, của chú anh chị nhiều, của chú anh chị nói ăn Tết lớn quá. Đọc comment nào nói là hôm qua ăn Tết lớn quá rồi bỗng chết hết thôi vậy. Chắc mới nói chắc nói anh. Thôi bây giờ đọc thì biết cười thôi chứ giờ sao giờ. Nhóm cũng tính sắp xếp lại là năm tới là sẽ xịt xòi cho nó sớm để mình bán, tranh thủ bán làm sao mà gần Tết nó hết, là sau Tết không có xòi, để mình quay những cái clip những cái món truyền thống của Tết đó cho cả nhà mình xem, với lại cũng có thời gian để ăn Tết nữa. Năm nay là đuối luôn á, hơn mỗi năm hết thảy luôn á. Không phải bữa nay Nam nói lên vậy mà là Nam kiểu than thở là trách móc hay vấn đề gì, mà do là cả team rất là chú tâm vào những cái comment của cô chú anh chị, rất là để ý đó. Nói chung là cô chú anh chị nào comment là thấy hết, rất là trả lời từng người, rất là chú tâm. Bởi vậy là luôn là rất là kiểu tiếp thu được những cái đóng góp ý kiến của cô chú anh chị, chứ không phải là đăng lên rồi thôi cô chú anh chị comment mình không trả lời, mình không xem, mình không tiếp thu, kiểu vậy. Mà Nam nói lên vậy là kiểu như là gia đình cũng có xem qua hết chứ không phải không xem. Do là video này cũng dài rồi, chắc Nam xin kết thúc phần 1 ở đây. Thì sau khi ăn xong rồi dọn dẹp thì chia ngủ nghỉ một tí, thì chiều nay tiếp tục mình quay tiếp phần 2 nha cô chú anh chị. Chị nhớ đón xem gia đình nha. Đây ăn no chịu hết nổi ngồi không được. Chị Nam cũng đói quá rồi, bây giờ cầm máy hết nổi rồi, rung tay rồi, 2 giờ rồi. Hy vọng cả nhà mình thương mến mấy anh em mà ủng hộ. Hương cũng xin nhắc lại, nếu mà cô chú nào, anh chị nào chưa có bấm đăng ký thì cho nhóm xin một cái lượt đăng ký và một lượt like để nhóm có thêm động lực nha cả nhà. Thì nút bạc cũng sắp cận kề rồi. Hôm nay thì nhóm cũng được 70 mấy ngàn người đăng ký đó cả nhà. Tổng dài nhóm cũng rất là vui. Hy vọng là cả nhà mình thương mến và ủng hộ. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.